Phản xạ âm thanh. Chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy bé Mai vỗ tay. Âm thanh phát ra từ hai tay đập vào nhau. Đây chính là vị trí của nguồn âm thanh. Khoảng cách đứng so với bức tường là D bằng 6 mét. Âm thanh sẽ truyền trong môi trường không khí. Đây là âm thanh trực tiếp. Âm thanh đến tường chính là vật cản. Và phản xạ lại đến tai người, đây là âm thanh phản xạ lại. Như vậy, quãng đường âm thanh đi được kể từ lúc âm thanh phát ra cho đến khi nhận được âm thanh phản xạ là S bằng 2D. Chúng ta biết rằng T bằng S trên V. T ở đây chính là thời gian chúng ta nghe được âm thanh phản xạ lại. V là vận tốc âm thanh trong môi trường không khí, ở đây là một số cố định. Các nhà khoa học đã đo được vận tốc âm thanh trong môi trường không khí là 343 mét trên giây. Thử tính thời gian chúng ta nghe được âm thanh phản xạ nha. T bằng S trên V. Có điều thú vị ở đây, nếu T lớn hơn hoặc bằng 1/15 giây, tương đương với 0,06666, thì người ta gọi đây là tiếng vang. Nếu T nhỏ hơn 1/15 giây, tương đương với 0,06666, thì đây là âm thanh phản xạ. Như vậy, tiếng vang là một khái niệm đặc biệt của âm thanh phản xạ mà thôi. Với kết quả tính toán trên, ta có, đây không phải là tiếng vang, nó chỉ là âm thanh phản xạ mà thôi. Bài tập phản xạ âm thanh. Bài tập 1, một tàu thăm dò biển. Khi phát ra một siêu âm xuống nước, sau 5 giây, nhận được tín hiệu phản hồi từ đáy biển. Biết vận tốc truyền âm của nước là 1.500 mét trên giây. Hỏi, đáy biển có độ sâu là bao nhiêu? Chào các bạn! Các dữ liệu của đề bài được thể hiện như hình vẽ như sau. Âm thanh được phát ra sẽ gặp đáy biển và phản xạ lại. Lúc này, thiết bị sẽ ghi nhận lại được âm thanh phản xạ. Họ đo được thời gian này. Như vậy, quãng đường của âm thanh truyền đi trong nước biển S sẽ gấp 2 lần độ cao của đáy biển. Như vậy, độ cao H của đáy biển là S trên 2, phải không? Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm S nha. Áp dụng công thức sau. Như vậy, quãng đường sẽ được tính bằng vận tốc nhân thời gian. Thế số từ đề bài vào, ta được kết quả. Như vậy, độ sâu của đáy biển sẽ là 3.750 mét. Qua bài học hôm nay, chúng ta đã biết cách mà con người đo đáy biển như thế nào rồi phải không? Đây chính là ứng dụng của phản xạ âm thanh. Và vận tốc truyền âm của nước là 1.500 mét trên giây. Thật là lý thú phải không? Bài tập 2. Một tàu đánh cá phát hiện một đàn cá cách mình khoảng 7 km như hình.
bằng cách phát hiện ra một siêu âm xuống nước sâu và ghi nhận tín hiệu phản hồi từ các luồng cá. Hỏi, thời gian khi phát ra âm thanh đến khi nhận được tín hiệu là bao lâu? Biết, vận tốc truyền âm của nước là 1.500 m/s. Chào các bạn, các dữ liệu của đề bài được thể hiện như hình vẽ như sau. Âm thanh được phát ra sẽ gặp đàn cá và phản xạ lại. Lúc này, thiết bị sẽ ghi nhận lại được âm thanh phản xạ. Họ đo được thời gian này. Như vậy, quãng đường của âm thanh truyền đi trong nước biển S sẽ gấp 2 lần khoảng cách L của đàn cá và thuyền, phải không? Áp dụng công thức sau, ta tính được thời gian khi phát ra âm thanh đến khi nhận được tín hiệu như sau. Kết quả là, qua bài học hôm nay, chúng ta đã biết cách mà con người có thể đi tìm những đàn cá trong đại dương là như thế nào, phải không? Họ sẽ phát ra những âm thanh và ghi nhận lại thời gian nghe được âm thanh phản xạ lại. Và vận tốc truyền âm của nước là 1.500 m/s. Thật là lý thú, phải không? Bài học kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt!